Đây đâu, cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Audio trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 30 tháng 4. Em xin hạnh giới thiệu đến các bác một chiếc đầu cassette đến từ thương hiệu Akai. Model của nó là CS702D Mark 2. Đây là một model cũng rất ít có ở trên thị trường và về trong tình trạng đẹp keng các bác nhé. Rất là đẹp. Đấy. Nó được sản xuất năm 1978 nhưng mà còn rất là mới. Đấy. Mặt tiền của em mắt là không có một tì vết nào cả. Đấy. Và chiếc đầu cassette này thì được sở hữu cái xe ngang là 38 cm, chiều cao của nó là 15,7 cm và chiều sâu là 28,7 cm và nó nặng là 6,5 kg. Mặt phay nhôm xước màu trắng. Đấy. Nhìn rất đẹp và sang, thêm vào hai đồng hồ vu đẹp. Đấy. Thì ánh đèn buổi sáng cho nên là nhìn nó không rõ các bác nhé. Nói chung là bình thường tối hai đèn này rất là đẹp. Đấy. Đấy, Akai thì nó nổi tiếng về băng cassette hay băng cối rồi. Đấy. Thì chiếc đầu này về rất là đẹp luôn, thu phát rất là tốt, làm dè cũng rất là hay. Thì một chút để em đã test các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để cho bác được thưởng thức. Thì trước tiên em cũng xin quay chi tiết để cho các bác được chiêm ngưỡng ngoại hình nội thất của chiếc đầu cassette này. Đấy. Rất là đẹp, em quay chậm để cho các bác ngắm ạ. Đấy. Cả các phím bấm này nó còn rất là đẹp nhé. Đấy, chỉ có hơi có chút ố thôi nhé. Đấy, rất là đẹp, sáng bóng luôn. Đáng để các bác chơi và sưu tầm. Nắp lưng là đẹp luôn. Đây ạ. Model của nó là CS702D Mark 2, sản xuất tại Nhật Bản. Seri của nó là 30, 3 số 1, 01, 3 số 8. Seri của nó rất là đẹp luôn. Đây seri tem nhôm nữa nhé. Tem nhôm. Đây nó có đường vào để chúng ta ghi hoặc làm rè. Đây là đường ra cái nối âm ly. Đấy. Phía sau rất là đẹp, điện 100V công suất 12W luôn. Đấy. Rất là mới luôn. Các chân rắc này này. Đây, chân rắc còn rất là mới luôn. Đấy. Và đây là phần nội thất bên trong, em mở để bác được chiếm ngưỡng. Phần nội thất bên trong cũng rất là mới, sắt si 7 màu luôn. Đấy. Và chiếc đầu này nó dùng toàn linh kiện tụ cao cấp của Maccom, là cái thương hiệu của Mỹ các bác nhé. Đấy, đây. Đấy. Và cái tụ này trang bị và những thiết bị cao cấp bình thường thì hầu như không có đâu ạ. Sassi cũng này 7 màu này rất là đẹp. Đấy. Và đây là phần đáy phía dưới đây. Phần đáy phía dưới đây. Đáy phía dưới thì năm tháng thì nó có cái ố thôi nhé. Cái sassi nó còn đẹp lắm. Em đã dán tem sẵn đây rồi. Đấy. Rồi và sau đây thì em cũng xin test các chức năng hoạt động của chiếc đầu cassette này và mức giá của chiếc đầu cassette này được bán trong ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, một cái giá tri ân cực tốt để cho các bác sở hữu và sưu tầm, chỉ có 4,5 triệu đồng thôi ạ. Em bao ship toàn quốc cho nào chuyển đủ tiền, bác nào đặt cọc 30% giá trị sản phẩm thì tự trả tiền ship giúp em. Đấy. Trong quá trình nhận hàng, các bác test kiểm tra sản phẩm bên em bị lỗi là giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em. Bên em kiểm tra đúng lỗi là hoàn tiền lại 100% cho các bác, hoặc các bác đổi sang sản phẩm khác tùy tí của mình. Còn trong quá trình sử dụng thì bên em không bảo hành, nhưng hỗ trợ sửa chữa cho các bác nếu như sản phẩm bị lỗi mà không có thợ sửa. Tiền phí thì các bác phải thanh toán giúp em.
em test chức năng phát rồi test chức năng làm rè và chức năng ghi luôn để bác được thưởng thức ạ. Đấy. Và em xin chào, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, số điện thoại con là 0907 223 269 ạ. Bác nào cần thì qua nhà em chọn lựa mua sản phẩm. Bác nào ở tỉnh xa liên hệ trực tiếp qua hotline hoặc kết bạn Zalo với em để tiện trao đổi. Và mức giá này bên em chỉ bán trong ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thôi. Rồi, sau đây em test chức năng làm rè để cho các bác được thưởng thức ạ. Đấy, phát thì rất là tốt rồi. Đấy. Làm rè thì các bác đặt cái bàn vào đây. Đấy. Và các bác nhấn nút tạm dừng này, cộng thêm nút Z cũng như nút Play nhé. Đấy. Cơm ăn bát hơi bát đầy
bác gần nhà luôn này ta. Ghi tạm một đoạn thôi. Bây giờ em cho phát lại nhé. Đấy, tự động bật lên. Chức lăng thô của chiếc đầu này rất là tốt. Và giá bên em bán tri ân ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 giá chỉ có 4,5 triệu đồng thôi. Em bao với ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền. Bác nào mà đặt cọc 30% giá trị sản phẩm thì tự trả tiền ship cho em. Số tọa là 0907-223-269 nằm ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại ở video sau ạ.